Chào mừng các bạn đến với bản tin tối muộn ngày hôm nay, 28 tháng 2 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong phần đầu tiên này thì mời các bạn đến với phần cập nhật kết quả V-League vòng 11 mà ở đó có trận cầu tâm điểm ở vòng 11 này. Nam Định tiếp Hà Nội FC. Ở phần tin tiếp theo mời các bạn đến với nội dung Thái Lan hào hứng khi Kia Thi Sắc thắng liền 3 trận cùng Công an Hà Nội. Hoàng Anh Gia Lai nhận lợi thế lớn trước trận cầu khó khăn với Đông Á Thanh Hóa. Và ở tại phần tin cuối cùng mời các bạn đến với nội dung Ojoje chia nửa vui buồn từ V-League. Mời các bạn cùng đón nghe. Ở trận cầu được coi là tâm điểm của vòng 11 ngày hôm nay, 28 tháng 2, đó là trận cầu giữa Nam Định tiếp Hà Nội FC. Sau thất bại bất ngờ trước Bình Định thì đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt đã cảm nhận được sức nóng từ đội xếp sau cho ngôi vị dẫn đầu. Bởi vậy mà đội chủ sân Thiên Trường rất quyết tâm giành điểm để có chiến thắng trước Hà Nội FC. Trong khi đó, thầy trò ông Deki Iwamasa đang cố gắng trở lại nhóm đầu khi vừa giành thắng lợi có 3 điểm trước Thành phố Hồ Chí Minh. Màn đọ sức giữa hai đội vì thế mà được dự báo là đầy hấp dẫn. Ngay ở phút thứ hai thì Nam Định uy hiếp khung thành của đội khách bằng cú sút vọt xà từ Hendrio da Silva. Đội chủ nhà tỏ ra chiếm ưu thế với hàng loạt các pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Trong những phút sau đó thì Hà Nội FC chơi tốt hơn khi dần cầm được bóng và thực hiện các tình huống tổ chức để tạo ra thế trận cân bằng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 đều. Ngay đầu hiệp 2 thì ông Daiki Iwamasa đã tung Phạm Tuấn Hải và Joel Tawe vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Hà Nội. Giống như hiệp 1 thì đội bóng Nam Định vẫn chơi chủ động hơn nhưng sức ép là không đáng kể. Đến phút 66, Hendrio đã xâm nhập vòng cấm và dứt điểm quyết đoán buộc thủ thành Quan Văn Chuẩn đẩy bóng ra. Văn Toàn sau đó đã có mặt đúng lúc đưa bóng vào lưới, khai thông thế bế tắc cho Nam Định. Sau bàn thua thì Hà Nội thi đấu đầy nỗ lực. Phút 75, đội bóng thủ đô đã có bàn gỡ hòa với pha lập công của Phạm Xuân Mạnh với cú đánh đầu rất căng và chính xác sau tình huống phạt góc. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+3 thì Phạm Tuấn Hải đã lập công bằng cú tung người móc bóng cực nhanh và hiểm hóc đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Tưởng chừng Nam Định sẽ phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp thì 2 phút sau, Rafael Sơn lên tiếng khi thoát xuống rồi vượt qua Đỗ Duy Mạnh trước khi đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn, gỡ hòa hai đều cho chủ nhà. Kịch tính vẫn chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+7, sau khi kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài Hoàng Thái Bình đã công nhận bàn thắng của Nguyễn Văn Vĩ từ cú sút cận thành bên góc trái, mang lại chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội chủ nhà. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ thì Bình Dương cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Tĩnh. Thái Lan hào hứng khi huấn luyện viên Kia Thi Sắc thắng liền 3 trận cùng Công an Hà Nội. Các bạn thân mến, như đã biết thì huấn luyện viên Kia Thi Sắc chính thức dẫn dắt Công an Hà Nội theo dạng cho mượn từ đội bóng LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu Công an Hà Nội tiếp Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà Hàng Đẫy thuộc khuôn khổ vòng 9 V-League năm nay cũng chính là trận đầu tiên mà huấn luyện viên này nắm giữ cương vị thuyền trưởng đội bóng ngành công an. Zico Thái cùng Công an Hà Nội đã đánh bại đội khách Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của bộ đôi ngoại binh Jefferson và Giovane. Màn ra mắt thuận lợi đã tạo động lực sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên này hướng đến chuyến làm khách trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 10. Và ở trận này, Công an Hà Nội tiếp tục lại hưởng niềm vui chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An nhờ siêu phẩm của tuyển thủ quốc gia trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Ngày 27 tháng 2, đến vòng 11 V-League, huấn luyện viên này khẳng định tài cầm quân khi giúp cho Công an Hà Nội thi đấu ấn tượng đánh bại Đông Á Thanh Hóa, nhà vô địch cúp quốc gia 2023 với tỷ số 3-1. Như vậy là kể từ khi nắm quyền chỉ đạo thì Zico Thái đã cùng Công an Hà Nội thắng một mạch 3 trận liên tiếp tại V-League. Dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên người đồng hương Kia Thi Sắc tại Việt Nam thì tờ Khao Sốt của Thái Lan mới đây đưa tin về thành tích ấn tượng của nhà cầm quân này. Trước khi Kia Thi Sắc lên nắm quyền, Công an Hà Nội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 8 vòng. Mới đây thì Zico đã dẫn dắt đội bóng thắng liền 3 trận liên tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh 2-0, Sông Lam Nghệ An 1-0 và gần đây nhất đánh bại Thanh Hóa 3-1. Điều này giúp cho họ vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 1 điểm. Nhưng Công an Hà Nội thi đấu nhiều hơn một trận. Cây bút của tờ Khao Sốt viết. Bên cạnh đó thì trang báo của Thái Lan cũng trích dẫn lại dòng trạng thái của Zico Thái trên trang mạng xã hội cá nhân. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người, cảm ơn các cầu thủ, chúng ta vẫn phải làm việc chăm chỉ.
Các bạn thân mến, theo lịch thi đấu thì Zico Thái và Công an Hà Nội sẽ có cuộc tiếp đón Hà Tĩnh tại sân nhà Hàng Đẫy ngày 3 tháng 3 ở vòng 12 và đây được coi là trận cầu. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có 3 điểm nữa. Ông Chua Dê chia nửa vui buồn từ V-League. Các bạn thân mến, ở loạt trận vòng 11 V-League năm nay, nhiều tuyển thủ quốc gia trong áo thể công thi đấu không tốt, nhưng các cầu thủ bên phía Công an Hà Nội lại chưa hay, khiến ông Philippe Chuozier lại vừa mừng vừa lo. Ở trận đấu sớm của vòng 11 thì thể công Viettel đã có hiểm một thảm họa trên sân Hòa Xuân của Quảng Nam. Không có đội trưởng Bùi Tiến Dũng, huấn luyện viên Đức Thắng vẫn có trong tay hàng loạt tuyển thủ như là Hoàng Đức, Thanh Bình hay là Tuấn Tài, nhưng đã nhập cuộc bế tắc. Hoàng Đức sau khi đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2023 vẫn chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng. Không chỉ có Hoàng Đức mà nhiều cầu thủ khác của thể công Viettel cũng chơi không tốt. Sự sa sút của các ngôi sao khiến cho đội bóng này nhận trận thua 0-2 trước chủ nhà Quảng Nam. Cả hai bàn thắng của Quảng Nam đều do công của Lê Xuân Tú ghi trong hiệp 1. Đây là trận thua thứ 5 trong 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng của thể công Viettel. Ông Đức Thắng rõ ràng là chưa thể biết cách giúp cho đội bóng này chơi tốt hơn. Đó rõ ràng không phải là điều mà ông Juzie mong đợi, vì những cầu thủ thể công Viettel luôn có vai trò quan trọng trong cách tính toán của ông cho đội tuyển. Rất may là trong tình cảnh mà các tuyển thủ Việt Nam ở câu lạc bộ thể công Viettel gây thất vọng thì các ngôi sao của Công an Hà Nội lại chơi tốt. Những tuyển thủ quốc gia thất sủng dưới thời ông Juzie, Hồ Tấn Tài, Quang Hải hay là Vũ Văn Thanh đều lập công giúp cho đội bóng của Kia Đi Sắc giành chiến thắng 3-1 trước Thanh Hóa. Trận thắng này giúp cho Công an Hà Nội vươn lên nhì bảng với 21 điểm, chỉ còn thua đội đầu bảng Nam Định 1 điểm. Trong bối cảnh mà đội bóng của Kia Đi Sắc thi đấu hơn Nam Định 1 trận. Trong trận chung kết ngược với Khánh Hòa trên sân 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang thì ông Vũ Tiến Thành của Hoàng Anh Gia Lai đã tung 3 trên 5 tân binh mới bổ sung. Tuyển thủ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Haveras được ra sân từ đầu, còn cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Tài vào sân đầu hiệp 2. Sự năng nổ của Haveras với tầm hoạt động rộng đã giúp cho các đường lên bóng của Hoàng Anh Gia Lai trở nên mạch lạc hơn. Việc có điểm tựa, hàng tấn công để làm tường cũng như tì đè trong khu vực cấm địa và di chuyển rộng, lôi kéo hậu vệ của đối phương giúp cho Hoàng Anh Gia Lai trở nên sắc nét, rõ ràng và tạo được nhiều cơ hội. Có thể thấy là sự bổ sung giữa giai đoạn đã tạo ra cú hích tâm lý, giúp khích lệ tinh thần của các cầu thủ phố núi. Tất nhiên thì trong bóng đá để thay đổi lối chơi không hề dễ dàng. Ngay lập tức với Hoàng Anh Gia Lai và họ đành hài lòng với một điểm có được sau trận hòa không đều trên sân khách. Với 5 cái tên bao gồm 2 ngoại binh và 3 tuyển thủ U23 Việt Nam thì rõ ràng lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai tốt hẳn lên, giúp cho ông Vũ Tiến Thành có nhiều sự lựa chọn dù vẫn đang đứng cuối bảng với 7 điểm. Nhưng đội hình ổn hơn có thể giúp cho họ hy vọng chua hạng thành công. Hoàng Anh Gia Lai nhận lợi thế lớn trước thềm trận cầu khó khăn với Thanh Hóa. Các bạn thân mến, vào tối ngày 27 tháng 2 thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã phải đón nhận thất bại 1-3 khi làm khách đến sân của Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch. Điều đáng nói là sau trận thua này thì đội bóng Thanh Hóa còn phải đón nhận một tin tức kém vui về chân sút ngoại binh Romario. Cụ thể là với tấm thẻ vàng vừa phải nhận ở trận đấu vừa qua, ngoại binh người Jamaica đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng từ các trọng tài. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc là anh sẽ không thể ra sân trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai. Ở mùa giải năm nay thì Romario thi đấu khá tốt khi trở lại khoác áo Thanh Hóa. Anh hiện là chân sút chủ lực của đội bóng này với 8 pha lập công ghi được tại đấu trường V-League. Với thành tích ghi bàn đáng nể này, hiện tại thì ngôi sao sinh năm 1994 đang đứng thứ nhì trong bản danh sách vua phá lưới của giải đấu, chỉ kém người dẫn đầu là Rafael Sơn của Nam Định 4 bàn. Chứng kiến việc Romario bị thẻ phạt ở trận này thì ông Popov cũng đã tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài chính. Huấn luyện viên Popov đã tâm sự sau trận đấu rằng là tôi không hài lòng khi Romario bị trọng tài rút thẻ vàng. Cậu ấy phải nhận 2 thẻ vàng ở các trận trước đó rồi, bây giờ lại nhận thẻ vàng nữa, nên trận sau gặp Hoàng Anh Gia Lai, cậu ấy sẽ không được ra sân. Nhưng dù sao thì thiếu vắng Romario ở vòng 12, tuy nhiên thì với phong độ ổn định, cùng đội hình thi đấu được đánh giá là nhỉnh hơn so với đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Nếu chơi đúng sức thì các cầu thủ Thanh Hóa vẫn có cơ hội giành 3 điểm trên sân nhà ở vòng kế tiếp.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.